kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực được tổ chức tại tỉnh Điện Biên trong nhiều năm qua. Tiếp nối hành trình ý nghĩa này, năm nay chương trình được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 6 với sự trợ giúp của Tổ chức Trung tâm 2 cùng các cấp, sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó đã có hơn 200 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí, góp phần giúp các em cải thiện sức khỏe, có thêm sự tự tin trong cuộc sống. Lo lắng, hồi hộp, xen lẫn hy vọng là những cảm xúc của chị Cà Thị Loan sống tại bản Phiêng Khoảng, xã Xá Nhè, huyện Tùa Chùa khi chờ đợi con trai đang phẫu thuật hở hàm ếch bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong những năm qua, mặc dù gia đình đưa cháu đi khám sàng lọc nhiều lần nhưng đều bị trả lại bệnh án vì sức khỏe của cháu không đảm bảo để phẫu thuật. Vì vậy, khi biết cháu được chỉ định phẫu thuật trong dịp này là niềm vui lớn của gia đình. Cháu đã từ khi sinh ra đã cháu đã bị như thế rồi, đã hở hàm ếch và sứt cả môi luôn ấy. Thế là bây giờ là được phẫu thuật rồi, gia đình cũng rất vui và hy vọng được sau này là được cháu được một nụ cười rất vui với đối diện với mọi người, không tự ti. Cũng được chỉ định phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch trong dịp này, chị Mào Thị Én, mẹ cháu Lào Đức Thắng, xã Mường Báng, huyện Tùa Chùa cho biết, gia đình không ai bị như vậy, nên khi thấy bé bị dị tật, mọi người rất lo lắng. Qua khám sàng lọc, may mắn cháu được chỉ định phẫu thuật miễn phí. Đây là niềm vui rất lớn bởi với điều kiện kinh tế của gia đình, thì việc tự chi trả chi phí phẫu thuật là điều vô cùng khó khăn. Lớn lên cũng ăn cơm rồi cứ ra đường muối hết. Khó khăn lắm, đi học cũng vất vả, cô giáo chăm sóc. Được chương trình hỗ trợ như thế này thì cô phấn khởi lắm, con được phẫu thuật, cô thì mừng. Hai trường hợp trẻ bị khuyết tật kể trên chỉ là hai trong số hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị khuyết tật được phẫu thuật miễn phí trong dịp này. Các em nằm trong độ tuổi từ 1 đến dưới 16 đã được khám sàng lọc và có chỉ định phẫu thuật tại các huyện, thị, thành phố. Trong đó, đa số bị mắc các dạng khuyết tật như sứt môi, hở hàm ếch, khuyết tật vận động, di chứng sau bỏng làm biến dạng các bộ phận trên cơ thể, khuyết tật mắt, tai, đường sinh dục. Đến nay, 100% các ca phẫu thuật đều đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, không có tai biến trong và sau khi phẫu thuật. Chúng tôi rất là vui và hạnh phúc khi mà được tham gia cái chương trình từ thiện này, mổ miễn phí này. Sau khi được các bác sĩ mổ thì con rất là khỏe nhanh, với cả bình phục rất nhanh, các bác sĩ chăm sóc rất là tận tình. Rất là vui và hạnh phúc, gia đình cảm ơn chương trình rất là nhiều. Đối với các trẻ có dị tật chưa đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, độ tuổi để phẫu thuật sẽ được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ. Tại chương trình, trẻ em khuyết tật cũng sẽ được Trung tâm 2, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh hỗ trợ tiền ăn ở đi lại và thanh toán toàn bộ viện phí đối với những danh mục không thuộc bảo hiểm y tế chi trả. Khi đa số của các cháu mà khi về phẫu thuật là thường là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tức là gia đình không đủ điều kiện để đưa các cháu về đến này phẫu thuật. Thì khi mà chương trình tới thì cũng đã khám và động viên gia đình đưa các cháu về dưới này, thì chương trình đã mổ miễn phí cho các cháu. Khi mà các cháu về dưới này thì cũng được hỗ trợ, thứ nhất là tiền ăn, tiền đi lại, rồi là tiền viện phí là cũng được thanh toán. Mục đích là của chương trình là thứ nhất là cũng giúp gia đình các cháu, rồi các cháu là tái hòa nhập từ những cháu mà trẻ khuyết tật. Sau khi mà phẫu thuật xong thì các cháu cũng đỡ đi một phần nào, hoặc là có những cháu khỏi hẳn thì giúp các cháu tự tin, hòa nhập hơn với cuộc sống. Đây là lần thứ 13 chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật được tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Thông qua chương trình đã góp phần nhân lên ý nghĩa trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của tỉnh. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn vì được thực hiện trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022, khi mà cả xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và mọi điều tốt đẹp nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.